Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này thì em có một cái loại hoa lan đang nở hoa tại vườn đây. Hoa rất là thơm các bác ạ. Giới thiệu cho các bác cái hoa lan này. Đây chính là cái cây tam bảo sắc hoa vàng các bác nhé. Một cái dòng lan thuộc chi lan giáng hương, rất là phổ biến. Cây này thì nó lại khác so với cái thằng tam bảo sắc hoa trắng tím ở vùng Tây Bắc các bác ạ. Cây của em thì nó ra muộn hơn. Cái dòng trắng tím vùng Tây Bắc thì nó ra hoa và nó tàn hết rồi các bác ạ. Đây trong vườn thì còn đúng một cây hoa vàng này thôi. Năm nay thì nó ra được chùm hoa, hai chùm hoa rất là đẹp này, xài hoa và hoa rất thơm các bác nhé. Tam bảo sắc hoa vàng đây, hoa rất thơm luôn. Cây này thì nó phân bố từ khu vực miền Trung trở vào Nam các bác nhé, chứ ở ngoài Bắc thì lại không có cái dòng hoa vàng này. Ở Bắc này thì vùng Tây Bắc này, hay một số nơi ở vùng Đông Bắc hiếm thôi, thì là hoa trắng tím thôi. Đây, hoa vàng này trong miền Trung rất là nhiều. Cái cây này nó còn gọi có một số cái tên khác nữa là Quế Tháng Tư này, Hoàng Tam Bảo này. Tên tiếng Việt thì nó rất là nhiều tên gọi, tên vùng miền mỗi địa phương gọi khác nhau, rồi là những người bán thêm thắt cái danh pháp vào nên ra là nó hơi bị lộn xộn, nó không có một cái quy tắc gì cả. Đấy, tam bảo sắc này, cái này thì đúng là ra hoa vào từ thời điểm mùa hè các bác nhé. Đấy, từ tháng 4 đến thời điểm hiện tại cây của em là tháng 7 rồi. Đấy, vẫn có hoa này các bác này. Đấy là theo cái nhận định của em biết là thế, rồi bởi cái tên nó Quế Tháng Tư nhé, Hoàng Tam Bảo ấy, là cái dòng hoa vàng này. Còn cái dòng trắng tím Điện Biên kia thì mọi người vẫn thường gọi là giáng hương tam bảo sắc, thì cái này thì phân biệt qua cái màu hoa thôi, thực ra là nó hai loài nó khác nhau các bác ạ. Đây là một cái cây không, cũng không hẳn là lá xếp, nhưng mà em chăm cũng khá là lâu rồi, được hơn một năm rồi. Năm ngoái nó cho hoa, nó chỉ bị rớt đúng một cặp lá rưỡi này các bác, ở dưới trên gốc này này. Còn đâu thì em vẫn nuôi được, cái thân của nó hơi lằng hoằng chút này thì mình không uốn. Nó cũng không phải là cái loại xếp về rụt này, nó chỉ có một cây như này thôi. Đây, nó là một cái khúc nguyên bản. Khúc nguyên bản rồi em lại ghép thêm vào một khúc gỗ nữa. Bây giờ thì nó khúc gỗ nó sắp mục rồi thì em phải cho vào trong cái chậu này để cho nó dưỡng cây được tốt hơn, dễ nó bám tốt hơn các bác ạ. Cái bộ rễ của tam bảo sắc hoa vàng này nó mà dài quá thì các bác có thể gập dần nhé. Nó hơi bị lứt gãy một chút cũng không sao đâu ạ. Mình cứ gập dần để cho nó vào cái thành chậu này để nó bám. Đây, đây các bác một lần nữa ngắm lại cái mặt hoa. Đây, hoa này là hoa màu vàng nhé, màu vàng. Cái cánh môi của nó sẽ có lưỡi tím như thế này, đấy, trải dài. Đặc trưng của cái kết cấu hoa của chi lan giáng hương đấy. Và hoa thì rất là sai nhé, cành hoa thì ra từ lách lá. Mỗi một cành hoa rừng chùm như này có thể lên đến mấy chục bông hoa đấy, 20-30 bông hoa đấy, tùy từng cây các bác nhé. Đầu này nó còn bị thui do côn trùng cắn, rất thơm các bác ạ, rất thơm. Nó mình để tay vào nó còn ám vào tay luôn các bác này, đấy, rất thơm luôn. Đấy, các bác xem kích thước hoa rất là to và đẹp các bác nhé. Đây là một trong những cái giống lan mà em đánh giá là vừa dễ chăm, dễ trồng và cho hoa đẹp và thơm đấy. Các bác nào mới chơi sưu tầm những dòng này. Cái bông hoa này nó phải đến 3 cm các bác ạ, 3 cm, 3 đến 5 cm này. Cái môi của nó thì rất là đặc biệt này, đặc trưng của giáng hương, nó thè lè ra như này. Hai cánh đài thì nó tròn hơn, to hơn. Cái mũi trắng, hai cánh bên và cánh trên thì nó bé hơn các bác ạ. Rất là sai hoa nhé, và dễ cho hoa nhé, đặc biệt là dễ cho hoa.
Nếu mà những cây nào mà nó ăn nắng nhiều ấy, đấy, ánh sáng nhiều hơn ấy, thì lá nó sẽ cứng hơn, nó cứng hơn và vàng hơn các bác nhé. Đấy. Và dễ cho hoa hơn so với những cái dòng mà để ở những nơi nó ít ánh sáng hơn. Của em thì lượng ánh sáng nó không nhiều. Đây là thân lá nó xanh, nó hơi bị gầy gầy một chút các bác ạ. Đấy. Cái thằng tam bảo sắc hoa vàng này trong tự nhiên nó thường hay bám ở trên những cái cành cây, ngọn cây rất là cao, rất là có khai thác các bác ạ. Đấy. Nhìn chung là cái dòng tam bảo sắc là vậy, nó thường hay sống ở những cái nơi nó thoáng gió này, cao thoáng gió, và địa hình thích hợp của nó là trên nó có một tầng lá nữa, đấy, một tầng tán cây nữa để nó che đấy. Chứ nắng trực tiếp 100% với chiếu với cường độ liên tục là nó cũng không thể là chịu đựng được, nó sẽ bị cháy lá đấy. Không một loại lan nào, gần như là ít, rất ít lan rừng có thể chịu được nắng 100% trong một cường độ rất là lâu đấy. Chỉ ngoài cái mấy cái thằng như kiểu phượng vĩ này, mũi dâu lược hoặc là lan cảnh dao hồ điệp này, nó có thể chịu nắng được 100% với cường độ liên tục. Đấy. Còn những thằng này có thể chịu nắng được 100% nhưng với cường độ nó phải thay đổi đấy, theo thời gian. Đấy. Nếu mà cứ chiếu liên tục, ánh sáng chiếu liên tục từ cả ngày là nó sẽ bị cháy nắng các bác ạ. Đấy. Một lưu ý cho các bác điều đấy. Cái này thì vẫn phải có một lớp lưới trồng lên thì cây nó mới ổn định được các bác ạ. Đấy. Nó không bị cháy nắng, không bị nóng quá. Đấy. Tam bảo sắc này thì nó rất là dễ trồng, cái thằng tam bảo sắc hoa vàng đây rất dễ trồng thôi, các bác thể ghép gỗ hoặc là trồng chậu. Lưu ý là trong thời gian ban đầu các bác trồng là các bác phải giữ ẩm đều cho cây, trong quá trình giữ ẩm mình có thể kích rễ nha các bác nhé, kích rễ cho nó lên. Ở những khúc nguyên bản như này thì cái cây nó không bị ảnh hưởng nhiều đến bộ rễ, là cây nó sẽ không bị rớt cái lá chân nhiều, nó vẫn còn dinh dưỡng, còn nước này nhiều giữ trữ cho cây. Đấy. Còn những cái cây mà nhổ từ rừng về không phải nguyên bản, đấy. Đấy. Cây bóc từ thân cây ra ấy, thì cái đấy về các bác phải xử lý kỹ hơn. Đấy. Đấy. À, tùy từng giống các bác nhận nữa. Những cây mà người ta để lâu quá rồi lá nó héo nhăn nheo hết rồi thì rất là khó giữ chân lá. Nhưng cái giống đấy thì vẫn trồng sống được các bác nhé, vẫn trồng sống được. Đấy. Cứ tưới nước đều vậy, rồi là phun cái rễ 5-7 ngày một lần. Đấy. Căn bản là phải giữ ẩm nữa này, cung cấp nước và nhanh chóng tạo ra bộ rễ cho cây, thì cây nó hút dinh dưỡng thì nó sẽ lá nó sẽ không căn cái tình trạng rớt chân lá và lá sẽ cứng cáp dần các bác ạ. Cái vấn đề đấy thì nó cũng không khó, tại vì cũng có rất nhiều người chia sẻ rồi thuốc lọ thuốc kia, nhưng mà em căn bản là phải có đủ ẩm tốt các bác ạ, đủ ẩm tốt này. Ướt thì không được nhưng mà phải ẩm này. Nó ẩm khác mà ướt khác các bác nhé. Đấy thì trong video này em giới thiệu cho các bác cái loài lan tam bảo sắc hoa vàng vùng miền Trung các bác nhé. Một cái giống lan hoa rất đẹp và thơm, đáng để sưu tầm, nhất là những bác nào mới chơi. Các bác thấy video bổ ích, cấp nhiều thông tin, các bác đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Em chân thành cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.